À, vâng, em xin chào quý vị. Này, hôm nay em bán xác cái con đến đồng MG55DV này cho các anh em thợ về lấy đồ sửa đồ nhá. Này, tình trạng nó như quý vị thấy đây, mặt mũi nó như hình. Đấy. 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 À, bên sườn này thì nó thiếu mất này. Bình thường nó có cái má ở đây nhưng mà không, em không thấy cái má ở đâu rồi. Đây, nó lên như này. Đấy. Tắt luôn. Cứ bật đèn phát là tắt luôn. Đấy. Như nhá. Này. Đấy, bật đèn phát, lại quạt nó quay được một tí tắt luôn điện. Đấy. Ngừng luôn. Không biết là con này nó bị ở cái tình trạng gì. Đấy thì em bán con này nhá, em bán này về cho các banh lấy linh kiện nhá, để bán xác luôn. Đây bên ngoài nó đây. Biết nó đây. Đấy nhá. Thế nhìn chung là nếu như mà bật mà điện nó còn vào được như thế này thì chắc chắn là biến áp nó sống rồi đúng không? Chắc chắn là biến áp nó sống rồi. Đấy cái quạt này, các anh nhìn thấy là quạt con quay này, quạt sống này. Còn các cái khác thì như nào em không biết vì bật không được đấy thì cũng chịu đấy, em bán là cái này là bán xác nhá, bán xác về cho các anh lấy linh kiện đấy, còn các anh sửa được hay không hay như thế nào thì em không quan tâm nhá. Đấy. Đấy, hàng đúng như này luôn đấy. Đấy. Mặt trên đây đấy, em chỉ nhìn được các cái này thôi. Đúng tình trạng như này, bật tắt luôn. Thì không biết là con này nó đang bị cái bệnh khỉ gì. Hồi đấy em bán xác cho quý vị nhá, về chúng ta là anh em thợ lấy đồ sửa đấy, lấy biến áp, lấy mặt máy hay là lấy main hay là lấy cái gì thì quý vị lấy nhá. Đấy, thì con này em bán đấy là đi 609 con này, nhà 609 con này. Đấy. Thì bác nào có nhu cầu mua hãy đi cho bên em nhé. À, cái nắp của nó đây, cái nắp đằng sau đây, đây nắp đây, nắp đây. Đấy. Em còn chưa thèm lau nắp luôn, vì em hay có thói quen là em vệ sinh xong cái nội thất bên trong em bắt đầu lau chùi ở bên ngoài, đấy. Vệ sinh các cái bụi bặm này, quý vị nhìn nào. Hàng về nó hay có cái bụi bặm này thì em hay lau đi này. Đấy. Trên các cái dây thì ví dụ nó có cái bụi này thì em có thể em lấy khay khăn em lau chùi đi. Đấy. Úi chết kia nó đang có điện. Đấy. Đấy thì là sau khi xong là em sẽ lau lên cái phần vỏ viết này, nhưng mà đấy thì nó thế thì thôi nhá. Rồi anh về anh thôi, anh tự vệ sinh nhá. Đấy. 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 Thì con đèn ông MG55DV à? Đúng rồi, MG55DV. Đây. Này. Nhiều anh cần series serial gì đây? À nhá. 3778 nhá, đấy. 3778. Ok. Đấy. Đây, cũng là MGNV này đời 2005 này. Đấy nhá. Đấy. Thì em sẽ anh nào lấy con này thì là liên hệ cho bên em để chuyển khoản nhé. Đấy. Các con này em bán thanh lý thì em không ship code đâu. Con này bác là xác định lấy về lấy linh kiện thì chuyển khoản luôn cho bên em nhé. Đấy. 690.000 đồng. Vâng, em xin cảm ơn quý vị. Xin hẹn gặp lại mọi người trong những video theo bên em. Vâng.